Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong những bộ áo thùng, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, và cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu của Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thưa anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thầy trò lên Jerusalem và lợi dụng cái thời gian ít ỏi trước khi Ngài hy sinh chịu chết, Ngài dạy dỗ các môn đệ. Và hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu cùng các ông ở trong đền thờ Jerusalem, và Chúa Giêsu đã nói với lại đám đông dân chúng: hãy coi chừng các ông kinh sư biệt phái. Tôi thì hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em một chút ít tâm tư cá nhân thôi, bởi vì anh chị em biết là ở trong nhà dòng thì mỗi cha mỗi thầy mỗi ngày phải có 1 giờ để suy gẫm, một nửa giờ thì làm chung, một nửa giờ thì làm riêng. Tôi cũng suy gẫm về bài tin mừng ngày hôm nay và tự nhiên tôi thấy sợ, bởi vì chúng ta sắp hết năm phụng vụ rồi, sắp cuối năm phụng vụ rồi, tuần tới thì chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo, lễ Chúa Kitô Vua là hết năm. Rồi tháng này mình cũng là cầu cho các đặng linh hồn, mình cũng phải nghĩ đến cái chết, phải không? Đấy, thế rồi bây giờ thì ở Việt Nam mình, tôi thấy cái báo cáo thì nói rằng tuổi thọ của Việt Nam bây giờ khá cao. Đàn ông thì tới 72, đàn bà sống tới 75 được là cái tuổi thọ trung bình cao đấy. Tới tuổi cổi La Hy như tôi thì chắc còn có mấy năm, sợ là phải rồi, phải không? Thì mình biết rằng chắc chắn hữu sinh hữu tử, nhưng mà cái điều sợ hơn đó anh chị em là khi nghe lời Chúa Giêsu ngày hôm nay, Chúa nói với các con: hãy coi chừng mấy ông kinh sư biệt phái. Họ là những người đạo đức anh chị em, họ đạo đức lắm. Bởi vì sao? Khi mà người Do Thái bị lưu đày, bị hình phạt vì tội lỗi, vì xa bỏ Chúa đấy, những người ưu tú thì bị đi đày đi khắp nơi, và dĩ nhiên xứ lạ quê người từ từ thì chết hết, ở lại Jerusalem chỉ là đám dân bạch đinh thôi. Và khi người nước ngoài đến đô hộ, họ đem những cái văn minh, những cái gọi là lạc thú
thú rồi những cái xấu xa của họ đến là cái gì, chứ còn học cái xấu thì mau lắm, học cái tốt thì xa, phải không? Thì những lúc đó ai là người bảo vệ tôn giáo của Do Thái? Thưa là mấy ông kinh sư biệt phái này, họ là những người giữ đạo giữ luật và rèn luyện dạy dỗ dân chúng phải lo tôn thờ Thiên Chúa, cho nên họ là những người nói chung ra có công rất lớn để bảo vệ đạo. Thiên Chúa đã mặc khải cho Mô-xê ngày xưa. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngài có vẻ lên án các ông, phải không? Coi chừng họ thích đi lại trong những bộ quần áo súng xính được người ta vái chào, ngồi chỗ nhất này khác. Không phải vô duyên vô cớ mà được đâu anh chị em. Họ là người có công đấy, và họ cũng là những người giữ luật, phải nói là tỉ mỉ đạo đức lắm, phải không? Không phải tự nhiên mà dân Do Thái kính trọng họ, không phải mà tự nhiên người ta chào hỏi họ, không phải tự nhiên mà người ta đặt họ ngồi ở chỗ nhất trong hội đường hay trong đám tiệc đâu. Họ xứng đáng lắm, bởi vì họ đạo đức lắm anh chị em. Thế nhưng có điều mà Chúa Giê-xu nói ngày hôm nay, đó là họ tốt, giữ đạo, đạo đức đấy, nhưng mà họ không có cái mà chúng ta gọi là ý ngay lành đó, thế là dâng cho Chúa mà chỉ nhắm về mình, thành ra công trạng mất hết, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta là anh chị em, chúng ta không biết rằng đạo đức có sức ép nổi cho mấy ông này không? Mà nếu chúng ta không thực sự có ý ngay lành, tức là mình giữ đạo, mình tin Chúa, vì Chúa đấy, hay là chúng ta chỉ nhắm đến mình, lợi lộc cho mình, giống như Chúa nói với các ông kinh sư biệt phái ngày hôm nay, họ sẽ bị lên án nghiêm khắc hơn. Đó là điều tôi sợ anh chị em. Và tiếp theo thì Thánh Marco thuật tiếp cho chúng ta, cũng ở trong đền thờ đó, Chúa Giê-xu ngài ngồi đối diện với cái thùng tiền quyên góp ở trong đền thờ. Người ta bỏ tiền để mà lo việc cho đền thờ, lễ lạy, cúng kiến, lễ bái gì đó. Và nhiều người như Thánh Marco nói, nhiều người giàu có bỏ rất nhiều tiền. Có lẽ những cái đồng tiền của họ, họ bỏ vào nhiều và đồng tiền to, cho nên là tiếng kêu nó loạn soạn ở trong thùng tiền. Mấy cha mà đi xin tiền làm nhà thờ chắc thích lắm, hoài lắm, bởi vì thế thì tiền nhiều, mình lo việc nhà Chúa, xây nhà thờ tốt. Nhưng mà Chúa Giê-xu không quan tâm anh chị em, không quan tâm. Và khi Chúa thấy có một bà quá đến, chắc là rón rén thôi, bởi vì bà có gì đâu mà bỏ. Bà, Chúa Giê-xu quan sát thấy bà có thể là lén lén bỏ vào đó. Thánh Marco nói rõ, 2 đồng kẽm, nghĩa là chỉ trị giá 1/4 xu thôi, rất nhỏ lắm anh chị em. Thế nhưng mà anh chị em thấy đó, Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại, các con lại đây hết phải không? Gọi các tông đồ lại, chỉ cho thấy rằng thầy nói thật với các con, bà quá này bỏ vào thùng nhiều nhất hơn cả mấy ông mà bỏ tiền muôn bạc vạn vào đó. Bởi vì sao? Chúa nói rất rõ, người ta bỏ tiền dư bạc thừa thôi, những thứ thừa thãi thôi. Còn bà này, bà bỏ tất cả những gì bà có, vét sạch chỉ có bấy nhiêu. Chúng ta cũng có thể hình dung ra người đàn bà quá là cái người không có cái chỗ đứng ở trong xã hội Do Thái. Người đàn ông là cột trụ gia đình mất đi rồi, bà phải bon chen mà sống. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến những hình ảnh những người, xin lỗi, bới rác ở các đống rác ở trong thành phố, kiếm chút bọc ni lông, kiếm chút tiền mua cháo hút qua ngày á. Như thế đó anh chị em, đàn bà quá là vậy đấy. Nhưng mà bà đã vét sạch những gì bà có mà bỏ vào thùng lén lén thôi, bởi vì người ta thấy chắc người ta cười ít quá. Và Thánh Marco nói thêm nữa,
đó là toàn bộ những gì bà có để sống ngày hôm đó. Hai đồng kẽm này có thể mua được một nắm gạo, phải không? Nấu cháo hút qua ngày, nói theo kiểu của mình. Tức là bà chỉ có bấy nhiêu. Cũng giống như bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trong sách Các Vua, tiên tri Elia sau khi mà đối đầu với lại hoàng hậu Jezabel thì ông phải bỏ trốn. Thì ông trước đó thì ông đã nói rằng suốt 3 năm 6 tháng nữa sẽ không có mưa và toàn dân phải bị đói thôi. Và chính ông thì cũng lâm vào cảnh đói, bởi vì không có mưa 3 năm 6 tháng thì chết ngay, phải không? Thế ông chạy đến xứ Sarepta, là một cái thành ngoại giáo, và ông gặp một cái bà quá đang đi lượm củi. Anh chị em nghe rồi, xin cho tôi miếng nước rồi làm cho tôi miếng bánh đi. Người đàn bà này thì biết ông này là người của Thiên Chúa, mà tôi thề với Thiên Chúa của ông á, tôi không có bánh, tôi chỉ còn chút bột và ít dầu thôi. Tôi đi lượm que củi này về nấu cho tôi và con tôi ăn rồi chết thôi. Chết bởi vì hết rồi. Thế nhưng mà tiên tri vẫn nói, bà cứ làm như vậy đi, nhưng mà đem bánh đó cho tôi, rồi sau đó tính sau. Để anh chị em thấy, bà đã tin lời của tiên tri, bà đã làm bánh và đưa cho tiên tri. Và sau đó đúng như lời tiên tri nói, hũ bột không vơi và bình dầu không cạn. Ông tiên tri và bà, hai mẹ con bà quá đã sống được lâu dài cho đến khi mưa xuống. Còn bà quá hôm nay của chúng ta trong đền thờ thì bỏ hết rồi, không biết có được cái gì, không biết có cháo mà hút không, không thấy nói. Nhưng mà anh chị em, được Chúa kêu các môn đệ đến mà chỉ cho thấy điều đó. Thế thì thưa anh chị em, tôi nghĩ tiếp, cái suy nghĩ tiếp đó mà, không biết cuộc đời chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có bao nhiêu đồng kẽm để mà bỏ vào thùng. Không phải bỏ của dư bạc thừa đâu anh chị em, mà cái gì đó là vét sạch cả cuộc đời của mình, vét sạch tất cả cái gì mình có để sống. Như người đàn bà quá này, bà dám tin tưởng vào Chúa và dám yêu mến Chúa tới độ cho tất cả, cho hết anh chị em. Và điều đó tôi sợ, bởi vì sợ mình giữ lại nhiều quá, phải không? Hay là mình bố thí cũng nhiều, nhưng mà chỉ đó là những thứ gọi là tiền dư bạc thừa, thì không phải đâu. Thế anh chị em, và còn hơn thế nữa anh chị em, không biết rằng trong những thứ mình vét, mình bỏ vào thùng đó, có thêm những đồng kẽm lạ, đồng kẽm tội lỗi, đồng kẽm ham chơi, đồng kẽm chuyện lạ. Những đồng kẽm đó làm cho ta sợ anh chị em. Cuộc đời của mình ai cũng có thôi, những lúc yếu đuối này khác, mình vét bỏ vào cái tốt thì ít mà cái xấu thì nhiều anh chị em. Cho nên tôi hay sợ như vậy. Thế nhưng anh chị em, bài đọc thứ hai chúng ta thấy đó, Thánh Phaolô cho chúng thư gửi tín hữu Do Thái, nó thấy nói đến cái công việc của Đức Kitô, Ngài là vị thượng tế không như các thượng tế trần gian. Ngài hiến trọn thân mình, nghĩa là Ngài vét chính sự sống của mình để mà cứu độ chúng ta. Cho nên các tư tế trần gian phải dâng lễ nhiều lần bằng máu chiên máu bò, còn Ngài, Ngài dâng lễ bằng chính thân của mình, chỉ một lần là đủ. Đó là giáo lý mà Thánh Phaolô cho chúng ta được thấy. Và có lẽ chính vì vậy, thưa anh chị em, chúng ta bớt sợ anh chị em ạ. Bớt sợ vì sao? Đồng kẽm chúng ta bỏ vào vừa quá ít ỏi, mà lại có thể là lẫn vào đó những đồng kẽm tội lỗi hoang đàng chi địa của những đứa con đi hoang đi nữa. Nhưng mà có Chúa anh chị em, có Chúa ở gần chúng ta, có Chúa, Ngài đã vét trọn cuộc đời của mình, Ngài đã bỏ vào cho Thánh Ý Chúa Cha toàn vẹn sự sống của Ngài, Ngài đã chết hy sinh thập giá để cứu độ chúng ta. Và chính vì vậy chúng ta có thể lúc nào đó đỡ sợ, phải không? Bởi vì chúng ta thấy Thánh Luca cũng trong cái chương mà nói về những ngày tận cùng thế giới đó, Chúa nói ngày đó anh em hãy đứng thẳng lên, ngẩng đầu cao. Vì sao? Vì
ngày cứu độ của Chúa đã gần đến. Chỉ có như vậy, thưa anh chị em, chúng ta mới có đỡ sợ, tôi nghĩ thế hả? Đỡ sợ để vì chúng ta có Chúa cứu độ chúng ta. Ngài là Thượng Tế duy nhất, chỉ cần dâng hiến lễ vật mạng sống của Ngài một lần là đủ, không như các Thượng Tế trần gian phải dâng lễ vật nhiều lần đền tội bằng máu chiên máu bò. Ngài đã vét sạch cuộc đời của mình, dâng hiến bằng chính máu của Ngài, mạng sống của Ngài. Và như thế, khi vâng lời Chúa Cha, Ngài đã sống lại để cứu độ chúng ta. Như thế, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta đỡ lo lắng hơn về cái số phận mai sau của mình. Và có lẽ như thế, lời cầu nguyện của chúng ta cho những người thân yêu chúng ta đã đi trước trong tháng này, chúng ta hy vọng chúng ta không phải như những người mà Chúa nói họ bị xét xử nghiêm khắc hơn, bởi vì họ bỏ đồ dư của thừa cho Chúa và không tin tưởng vào tình yêu thương xót của Chúa, chỉ bỏ vào những cái gì không liên quan gì tới mình, phải không? Xin Chúa thương tha thứ cho chúng ta, xin Chúa thương để chúng ta biết tin tưởng trọn vẹn vào Đấng đã vét trọn đời mình làm của lễ dâng cho Chúa Cha. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng lòng tin của mình.